Rồi, là tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tầm nước quốc. Hôm nay tục lên cho mọc clip gồm 14 cây câu nha anh em. 14 cây câu này là 14 cây câu lóng ngắn, cần câu tay. Có độ cứng tầm khoảng 1 h 1 h 5 thôi nha anh em. Dạng này dạng câu cảm giác của cô giết. Rồi, đếm được cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ hiện toán nếu hàng lỗi một trong nhóm clip lên đó thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thì cái thứ nhất em ra cho mọi người là một cây sức cổ. Cây này của Suyomi nha mọi người. Cây này Suyomi China sức Nhật. Thì cây này ngoại hình nó còn rất là ok nha mọi người. Chất liệu là chất liệu carbon. Cây này dài 2m4, nặng là 90g, đọt là 0.8 ly, gốc là 20. Độ cứng cây này ra tầm khoảng 1.5 nha mọi người. Đó, thu gọn là 56cm. Độ cứng tầm khoảng 1.5 thôi nha. Đó, chất liệu carbon. Ngoại hình còn mới nha mọi người, rất là mới luôn. Cây này chia nhanh em câu cá gô nè, câu cá giết. Đó, đánh chỗ mấy cái địa hình mà gặm rạp á, lấy cần ngắn này đánh rất là tiện lợi nha mọi người. Độ cứng ra tầm khoảng 1 h 5 đến 2 1 h 5 nha anh em, 1 h 1 h 5 thôi. Ngoại hình còn đẹp để sạch sẽ nha. Hàng Suzuki đây, cây số 1 giá công khai là 300k nha mọi người. 300k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần chất liệu carbon dài 2m7. Thì cây này là một cây của Group. Đó, cây này chuẩn là hàng xuất Nhật luôn nha mọi người, hàng China xuất Nhật luôn. Đó, Garon nè. Thì cây này thì hàng của China xuất Nhật. Thì cây này nặng chỉ là 35g thôi nha mọi người. Thu gọn là 60cm, đọt là 0.8, đọt là 0.5 ly. Đó. Chất liệu là carbon trắng kim, trắng hai da. Đây. Đó, dạng này là chia cho anh em câu gô, anh em câu cá gô, câu cá gô, câu cá giết, câu cá chốt. Đó, chỉ 2m7 thôi nha mọi người, cần 2m7. Chỗ nào địa hình rậm thấp đó, nhiều cây cối anh em lấy mấy cây này câu cực kỳ ok luôn nha mọi người. Thì cây này độ cứng nó ra tầm khoảng chỉ có 1 h 1 h 5 thôi anh em, 1 h 1 h 5 thôi. Đó, chất liệu là carbon, đọt là đọt đặc nha, đọt là đọt đặc. Hàng này còn nguyên zin nha mọi người. Đó, hàng còn cực kỳ ok luôn. Đó, rồi cây số 2 giá công khai là 300k nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây gờ đúp, hàng 2m7. Đây, được một cặp nha mọi người. Đó, một cặp. Đó, cây số 3 vẫn là hàng gờ đúp 2m7, nặng thì 35g, thu gọn là 60cm, đọt 0.5 ly, độ cứng ra tầm khoảng 1 h 1 h 5 rồi. Đó, thì cây này em thả ra cho anh em xem, ngoại hình cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó. 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 Chất liệu cực qua sắn nha mọi người, sắn chìm nha. Đó. Rồi, giá công khai cây số 3 vẫn là 300k nha mọi người. Đó, hàng giờ đất. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 cũng là một cây gờ đúp luôn, mà cây này là 3m3. Đó, anh em về câu gô giết cá cá phi, câu cá chốt. Thì đọt vẫn là đọt thấp, đọt đặc nha mọi người, đọt carbon đặc. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Ngoại hình thì ưng con mắt luôn á, cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây, gờ đúp hàng China xuất Nhật nha. Đó, gờ đúp ở Việt Nam cũng vậy thôi. Đó anh em, thì hàng này nó xuất Nhật thì anh em đã biết cần Nhật thì dạng chiên đánh cảm giác thôi. Đó, kiếm một cây cứng rất là khó nên cây này chỉ đánh gô đánh giết thôi nha anh em. Đó, đó, hàng cực kỳ ok còn mới nha mọi người. Thì cây này dài 3m3, nặng là 50g. Đó, nặng 50g, thu gọn là 63cm. Đó, giá công khai vẫn là 300k nha mọi người. Đây sẽ là cây số 5 nha mọi người. Cây số 5 là một cây cần, vẫn là cây cần của Group nha nè. Cây này thì còn nút bao luôn. Đó, thì cây này hàng Group đây. Đó, Rawon cái gì đó, Group gì đó. Hàng này của China xuất Nhật nha. Đó, em hàng sao thì em nói vậy thôi, tem xích rõ ràng. Đó, anh em cần sao thì em nói vậy. Hàng này thì em đảm bảo cái này 100% là em lấy từ Nhật về. Thì cây này dài là 4m5. Đó, dài 4m5. Hàng chia cho anh đi câu gô, câu giết. Đó, anh em. Hàng này thì có độ cong nhất định nha mọi người. Hàng cần vai lóng ngắn thì chấp nhận rồi.
đó, hàng câu cá rô cá diếc nha, cực kỳ cảm giác luôn. Thì cây này nặng là 100g, đọt là 0.5 ly, gốc là 18.7. thì cây này thu gọn là 63 cm nha mọi người đó, thu gọn 63 cm. Thì ngoại hình hàng này thì em bao ngoại hình anh em rất đẹp nha. Hàng dạng giống như là dạng cặp quan sắn hai da anh em đó, sắn nổi luôn. Đẹp nha mọi người đó. Thì cái này thì em được một cặp nha mọi người đó, một cặp 4m5, hàng cực kỳ đẹp luôn, còn nút luôn. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng nha, đó chỉ thiếu cái hộp thôi. Thì để em tháo lóng cho anh em xem đó, cây số 5 và cây số 6 là một cặp nha mọi người đó, hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng không có che vào được hết, carbon sắn nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 5 là giá công khai là 500k nha mọi người đó, cây số 6 cũng là 500k luôn. Rồi điểm qua cặp bên đây, đây tiếp theo là một cặp, cặp này là cặp số 7 và cặp số 8. Cặp số 7, cặp số 8 này là một cây cần của chất liệu carbon, chữ này em cũng không biết chữ gì luôn đó. Dạng này là dạng cây này, cây dạng mềm nha mọi người đó, có độ bổng nhất định đó, chất liệu cũng là chất liệu carbon, ngoại hình thì cực kỳ xuất sắc luôn. Rất là mới nha mọi người. Thì cây này dài là 4m5 đó, cây này dài 4m5, cây này dài 4m5, nặng là 550g, đọt 0.5 ly, gốc là 18. Cây này thu gọn là 60 cm nha. Đó, cây này thì kéo ra nó có độ võng, độ cong nhất định nha mọi người. Thì cây này chỉ chuyên cho anh em câu gô câu giết thôi. Đó. Hàng nguyên zin nha. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon sắn chìm. Đó. Hàng cực kỳ mới nha mọi người. Đó. Hàng này thiếu cái hộp thôi. Độ chạy xước thì nó rất là ít thôi. Chất liệu carbon nha. Thì cặp số 7, số 8 này giá công khai là 500k một cây luôn nha mọi người đó. Giá công khai là 500k một cây. Đây nè, đẹp nha mọi người. Tháo nóng ra cho anh em xem. Đáng... để đây thôi. Đó. Rồi. 500k cây nha mọi người. Đó. Hàng vẫn còn rất là đẹp nha. Thì cây số 7, cây số 8 là một mỗi cây 500k một cây. Rồi. Tiếp theo sẽ là qua cây số 9. Cây số 9, cây số 9 là một cây cần carbon canri. Cây này là cây cần carbon canri, cây này của Elta nha mọi người. Hàng Elta này là hàng của Korea xuất Nhật, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Thì cây này dài 4m5 nha. Đó. Cái này độ cứng cũng là tầm khoảng 1H-2H thôi. Đó, hàng cũng là hàng chuyên con em câu gô câu giết thôi. Đọt cũng là đọt carbon đặc. Ngoại hình thì còn rất là xuất sắc anh em. Dòng ngoài này thì nó sắn hai da nha. Thì cây này nặng là 155g. Đọt là 0.6 ly, đó, gốc là 22. Thì thu gọn là 100, thu gọn là 51 cm nha, đó, thu gọn 51 cm. Chất liệu là carbon sắn chìm. Anh em có thấy, để hàng này em lấy ra anh em xem. Hàng carbon sắn chìm anh em. Cái này 4m5, hàng Elta, hàng Korea xuất Nhật. Đẹp đẽ nha mọi người. Độ cứng cái này cũng ra tầm khoảng 1
gửi đến 2H thôi nha anh em, hàng chi anh em Google viết nha. Thì hàng này bao đẹp này. Đọt là đọt đặt nha mọi người. Thì cây số 9, cây số 9 giá công khai cây số 9 là 600k nha. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây cần zoom nha mọi người, cây cần zoom. Cây này có chiều dài là 4m5, 4m1 và 3m6. Đó. Thì theo anh em kéo ra, chất liệu vẫn là chất liệu carbon, carbon sáng chìm anh em có thấy. Đó. Cây này hàng của Suzumi nha mọi người. Đó. Cây này hàng của Suzumi. Đây, hàng Suzumi. Đó. Cây này hàng Suzumi dài là 4m5. Đó. Thì nặng. Nặng là 145 cm, nặng là 145g. À, thu gọn là 58 cm. Đó. Đọt là 0.6 ly. Đó, đọt là 0.6 ly, gốc là 19.6. Đó. Hàng đẹp cho mọi người. Chế độ zoom 3 chế độ từ 3m6, 3m6, 4m1 và 4m5. Đây, nó có xước xát nhẹ nha anh em. Xước xát trong rút ra rút vô thôi. Tất cả các lóng còn ok hết nha. Độ cứng cái này cũng ra tầm khoảng 1.5 đến 2 hát thôi. Đó, hàng chia anh em Kogo viết ha. Ở đây không có hàng đánh bạo lực, hàng đánh bạo lực của Nhật nó rất là hiếm, giá cũng rất là căng luôn nha. Nè, carbon sáng chìm. Đó, đọt là đọt đọt carbon đặc nha. Rồi, giá công khai cây số 10, giá công khai là 800k nha mọi người. Đó. Theo sẽ là cây số 11 nha mọi người. Cây số 11 là một cây tắc thịt đình soi. Đó. Cây này thì chất liệu vẫn là chất liệu carbon, độ cứng là độ cứng vừa. Thì cái này dài 4m5 nha mọi người. Thì thu gọn ra tầm khoảng chỉ có 2 găng tay thôi. Đó, dài 4m ngon. Thu gọn dưới 2 găng tay thôi, rất là ngắn luôn nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 111g, đọt là 0.6 ly, gốc là 38 cm. Đó. Đó, thu gọn là 38 cm, gốc là 20 nha. Đó, cực kỳ ngắn luôn. Hàng này chia anh em để ba lô. Đó, đi câu. Ngoại hình cũng còn rất là ok nha mọi người. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Cần này thì nguyên zin, không độ chế gì hết. Lấy ra đây xem lóng. Hàng này thì anh em về câu thoải mái rồi, vô tư. Câu gô, câu viết. Chất liệu carbon nha anh em. Thì ngoại hình nó còn ok nha mọi người. Độ xước xát rất là ít luôn. Hàng trên đây còn rất là mới nha mọi người. Đó. Hàng này anh em Kogo cô viết là thoải mái, vô tư. Đó, đánh siêu cảm giác luôn. Rồi. Giá công khai cây số 11, giá công khai cây số 11 là giá 600k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12 em lên cho mọi người là một cây cần của Tika. Đó, hàng Tika, hàng này của China xuất Nhật. Đó. Cái này dài chỉ là 3m6 thôi nha mọi người, dài 3m6. Vẫn là một hàng China em Kogo viết. Cây này được cái có đầu bu là đầu bu sẵn 360 độ nha. Đó. Thấy không? Đó. Hàng cực kỳ ok nha. Thì cái này nặng là 100g, đọt là 0.7 ly. Đó, gốc là 20. Thì cái này thu gọn chỉ có 56 cm thôi. Đó, hàng này chuyên anh em Kogo viết, đánh thoải mái luôn. Đây, hàng carbon anh em, hàng carbon sẵn. Anh em mới thấy. Được cái là ưng cái đầu bu nè, 360 độ nè, sẵn nè. Đó. Để em tháo đít ra cho anh em xem. Hàng carbon sẵn mất tin luôn. Em có thấy. Đó. Đẹp nha mọi người, hàng đẹp. Thì cái này giá công khai chỉ là 350k thôi anh em, dài 3m6, giá công khai là 350k. Hàng này anh em về đánh vô tư nha. Tất cả cây này thì giá là giá cộng ship hết nha mọi người. Chỗ này bị xước đây. Rồi kỹ cho anh em.
chốc sơn như này không dính keo thôi, nó lau ra nha mọi người. Đó, cần sao thì bảo vậy thôi. Rồi, cây số 12, giá là 350k cộng xếp. Tiếp theo đó là cây số 13. Cây số 13 là một cây cần Nissin. Cái cần Nissin này là một cây cần dài 4m5, nhưng mà em đo chiều dài thực tế của nó là chỉ có 4m35 thôi, vì cây này nó bị gãy đọt nha mọi người. Đó. Hàng gãy đọt thì em báo gãy đọt. Đó. Thì cái này hàng Nissin, hàng chuẩn nội địa Nhật nha mọi người. Đó. Hàng này là hàng đánh cho anh em đánh gô đánh giết thôi nha. Cây này thu gọn là nặng là 50g. Đọt là 0.5 ly. Đó. Thu gọn 56 cm. Độ dài thực tế của nó em đo là chỉ có 4m35 thôi nha mọi người. Đó, cần sao thì em bảo nên vậy thôi. Hàng Nissin thì hàng nội địa. Khỏi bàn về hàng nội địa. Hàng nội địa này thì đánh rất là cảm giác luôn. Đó. Hàng xích cũng đánh cũng rất là ok luôn. Đó, chắc liệu là carbon em, carbon sáng chìm. Dạng giống như hai da đang ít nhau nè. Đó. Đây nè, thấy. Cần còn ok mới nha mọi người. Đó, đầu trên đây nó bị chóc sơn nha. Đó, không có gì đâu. Đảm bảo bao cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán luôn. Đó, ngoại hình đẹp nha anh em. Thì cây này thì giá công khai là 500k anh em, cây số 13. Đó, cây Nissin. Tiếp theo là cây cuối cùng. Cây cuối cùng là một cây cần Daiwa. Hàng này thì là hàng của Daiwa carbon hai da. Đó. Thì cây này dài 4m5, hàng của Korea nha mọi người. Đó, hàng của Korea. Đâu cái tem Korea xuất nhập ra mục tiêu rồi. Đó, đây, hàng này của Korea nha mọi người. Đó, tem xuất đầy đủ. Nhưng mà cái cây này nó bị độ đọt rồi. Đây nè. Khúc trên đây là không phải là cây cần nguyên chi bản nha anh em. Đọt thì đọt nguyên bản, đọt nó đọt của carbon đặc nha anh em, nguyên khúc carbon đặc. Đó, khúc này thì không phải là carbon nguyên cây nguyên bản của nó nha. Đó. Thì em bán cần thì sao thì em nói vậy rồi. Đó. Hàng thì hàng chất lượng carbon hay da anh em mới thấy nó sắn nè. Đó. Thì cây này nó có độ ổn nhất định nha mọi người. Đó. Hàng này chỉ chuyên anh em câu gô giết thôi. Thì cây này em đo chiều dài thực của nó chỉ là 4m2 thôi, 4m2. Nặng là 55g, đọt 0.6 ly. Thu gọn là 59 cm, giá công khai là 500k anh em. Cây số 14 500k, hàng carbon hai da. Được độ nha, đó em nhắc lại cho anh em, được làm lại. Đó, hàng không nguyên bản thì nói với anh em nha, hàng không nguyên bản. Thì anh em về anh em muốn cứng thì anh em bỏ khúc đó ra thôi. Đó, bỏ khúc này ra. Vẫn cứng bình thường nha anh em. Đó, hàng carbon hai da nha. Hàng cây này mà không độ thì giá cũng cực kỳ căng đó mọi người. Đó. Hàng này anh em chiên gô giết đánh cảm giác thôi. Đó, độ cứng chỉ còn 1H thôi, 1H, 1H5 thôi nha anh em. Đó, hai da nó sắn tới luôn nè. Rồi, cây số 14 giá công khai là 500k cộng ship nha. Rồi, đó là cộng 14 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.